chào đón thiên thần của mình, ba mẹ cần chuẩn bị một căn phòng cho bé yêu với đầy đủ các vật dụng cần thiết nhất. Hãy cùng Morning Kids khám phá một căn phòng mẫu nhé! Phòng cho bé thường được chia thành 3 khu vực, bé ngủ, bé ăn và bé tắm, với đầy đủ các vật dụng đồ dùng cần thiết. Giấc ngủ vô cùng quan trọng với bé, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của bé về cả thể chất và trí tuệ. Để bé có thể cảm thấy thoải mái, ngủ ngon và sâu giấc hơn, ba mẹ nên trang trí phòng với tông màu nhẹ nhàng cùng với họa tiết trang trí bắt mắt, giúp kích thích sự phát triển của não bộ và khơi gợi sự sáng tạo của bé. Cũi là vật dụng không thể thiếu trong phòng ngủ của bé. Cũi hỗ trợ các mẹ rất nhiều trong việc chăm sóc bé. Bé có thể tha hồ chơi, nằm ngủ thoải mái trong cũi mà không lo bị ngã ra ngoài. Bé sơ sinh thường ngủ nhiều và ngủ liên tục trong thời gian dài. Khi đó, một chiếc nôi với nhịp rung nhẹ nhàng như vòng tay âu yếm của mẹ sẽ giúp bé an tâm và dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Thêm một lựa chọn nữa dành cho ba mẹ đó là ghế bập bênh. Bé sơ sinh có thể nằm ngủ. Khi lớn dần, mẹ có thể cho bé ngồi ăn, ngồi chơi và đọc sách cho bé nghe. Tại khu vực cho bé ăn, mẹ nên có một chiếc kệ tủ để đặt các vật dụng pha sữa. Với hỗ trợ của máy móc, việc chăm sóc bé trở nên dễ dàng hơn với các mẹ. Tắm cho bé là niềm vui của cả ba mẹ và bé, nên chuẩn bị sẵn tất cả các vật dụng cần thiết để tắm cho trẻ sơ sinh, bao gồm thau chậu, khăn tắm, sữa tắm, lotion, bông tăm, dầu massage. Đến với Morning Kids, ba mẹ sẽ được tận hưởng không gian mua sắm sang trọng, đầy đủ đồ dùng cần thiết cho bé yêu.